ba cái đốm rong là rất là hạn chế luôn á, đốm rong nó hồng hạn chế được lắm luôn á. Là mấy cái vết bệnh nè, nghe không? Mấy cái vết bệnh nó lành lại nè. Không, nó đầu nó không có, tính là lâu lắm rồi đâu có quét thuốc đâu, không xài thuốc nữa, không xài thuốc, xài đã xài nó là không xài thuốc nữa, mà bây giờ nó đã lòi, nó mọc, nó kiểu như mọc tế bào lên lại á. Nó lên tế bào lên lại nè, lâu lắm rồi không có xài thuốc, là xài nó là hạn chế xài quá chất, hạn chế là sáng cái lớp nè, cái thứ nhất là giờ em nhìn cái da nè, cái da cây nè, mùa mưa là của người ta sẽ rong xanh hết, còn của mình á là mùa nắng lên là nó, em thấy nó lên cái màu phấn không? Nó sáng cái da, còn đúng ra là mùa này là rong không nè, mà anh đâu chưa có xử xịt đồng gì hết luôn. Đúng ra là đầu mưa là người ta phải xịt đồng, ta rửa vườn không? Rồi ở trên cây thì mình cứ xịt một phi 2 lít. Phi 2 lít mình cái cây này tầm 20 lít. Những cái cây bệnh thì mình nó nhiều nước một chút, kiểu mình canh đói vậy đó. Ủa dạ. Anh tưới cây gì là bình thường là khoảng cách bao lâu anh tưới lần? Ôi ừ, thấy cả mát đè tưới cỡ 1 tháng, tưới 1 cỡ 2 cỡ tùy theo mình muốn tưới 1 cỡ 2 cỡ tùy mình. Còn nhìn bộ lá dày và nó xanh quá anh Thảo. Đúng rồi. Đó nhìn không cái đó cái lá mình không nói rồi, nhưng mình nhìn cái thân cây nè. Đó như những cái cây này tao mình không nói, nhưng cái cây già với tay mình nó không có xịt rửa vườn thì không xịt nấm, nó hồng đấm rong vậy. Là như cái vết này nó liền lại luôn rồi, vết nó liền lại luôn nè. Còn có anh sâu anh chui vô đây nấp, không rồng rều nó không chừng. Hạn chế ba cái khoa học đi. Đó như những cái thằng này nó bệnh, nó quạng, anh có đụng chạm để nó đâu, nãy nó khô queo tuyệt đối luôn. Dạ. Khô tuyệt đối luôn, mà cái nhất mà nó tạo lại cái tế bào mới luôn. Nè, cả tạo lại tế bào mới luôn. Dạ, cho nên nó u lại, nó gần như nó khép, nó khép lại luôn. Nó làm tức bị bệnh quá. Anh nạo, anh làm tùm lum hết nè, nó đủ chỗ quá luôn nè. Bệnh nặng luôn á, cây này là bệnh nặng, mỗi chỗ, mỗi khoét luôn mà. Rồi quét cũng đủ thứ thuốc luôn. Từ lúc mà anh xài nó tới giờ này, nó mới có cái vết nhẹ lại. Mấy cái bệnh này là nó... Cái này chắc bị đốm hồng xí đây nè, mấy này nè. Rồi bị đốm hồng. Đốm hồng là nhưng mà nó là những cái cành đó không ấy, là những cái cành này nó bị, nó khô luôn nè. Dạ. Nó khô nè. Nè, cái vết, cái nấm hồng nè. Dạ. Cái nấm hồng á mà em dùng nguyên chất em phun á là nó khô rõ ràng lắm. Ừ. Tại vì anh pha tỷ lệ rồi nên nó chậm thôi, chứ nếu mà phun nguyên chất không, nhưng mà nếu mà mình cái nhất là nó không có lây lan mà nó đã mờ đi nè. Dạ, nó mờ dần đi, nó mờ dần nè, đó nè, nó đâu có lây lan đâu nè. Dạ. Nè, nó nứt cái da rồi, cái dần những cái vết này là vết. Dạ. Nấm hồng nè. 2 lít một phi là phun là ổn hay nè. Nhưng mà tùy theo cái tỷ lệ cây rồi mới sử dụng, như là anh sạch vừa tới nó khoảng 20 lít cho một cây. Dạ. Yeah. Mà nếu mà cây nào bị bệnh thì nó có khả năng nó hơn cây nào nó không bệnh thì nó tươi đậm lại. Hơn cây nào bệnh tươi đậm hơn. Nè những vết này vết nấm hồng nè. Dạ. Yeah. Là không có xài thuốc không, quá hồng không luôn đó, nhưng mà nó giảm mà nó không ảnh hưởng đến cành. Đó những vết nè. Còn đó như ba cái nứt cành xì mũ này là nó không có bị luôn, khô luôn nè. Đó. Đó, còn như mấy cái thằng tảo đỏ nó hơi lì chút, chứ còn mấy thằng rong xanh em thấy nó đâu phát triển. Rong xanh là nó không phát triển. Không phát triển luôn mà sáng, nó màu, sáng màu da. Sáng da nó lên nè. Dạ. Anh phái nhất là lên cái màu này. Nó hồng vậy là mai mốt mà nó hồng lên là nó nở cái da cây ra. Dạ. Mấy thằng này là đó là chúa đổ nhựa. Mấy cành này là bị nhiễm nấm nè, nó mờ hẳn luôn á. Mà đâu có xử lý nấm đâu. Nhưng mà thấy cái vàng lá là không bị ra tí vàng lá, mới bị mấy cái tảo đỏ đúng rong nó không có bị ra tí lá luôn anh. Bộ lá là không bị hề hẳn luôn. Lúc mà nó bắt đầu nó giao mùa là nó bị luôn. Dạ. Trước đây là nó có tình trạng là bị nấm hồng rất là nhiều, nó nứt cạnh chân gì nè,
Mình tưới định kỳ là cái da cành nó sáng luôn. Cứ 2 lít vi sinh cho phi. Cứ tưới, cây nào mà có biểu hiện nặng thì cứ tưới nhiều. Tắm luôn. Tắm bằng vi sinh luôn. Đó, nên da cành rất là sáng. Nấm hồng là hình như là nó dứt điểm. Này nếu mà dùng kính lúp lên chắc không có thấy bò tử đâu.